Đây là con xe VIP số tự động các bác nhá. Con xe mà khi sản xuất tung ra thị trường nó trị giá lên đến cả tỷ đồng. Thế nhưng mà ngày hôm nay trong video clip này em bán và để cho các bác chiếc xe này với mức tiền chỉ có là trên 100 triệu đồng. Đấy, trên 100 triệu đồng thôi các bác nhá. Và chạy thì cực sướng đối với cái dòng xe này các bác nhá, cực sướng luôn, cực phê luôn. Đây là nội thất bên trong của chiếc xe, các bác nhìn xem. Nội thất da xịn nguyên bản theo xe, vẫn còn khá ok. Đấy, khá ok luôn. Đen xi đúng không ạ? Với thiết kế là cần số tự động. Đấy ạ, cần số tự động các bác nhá. Rồi điều hòa của chiếc xe là điều hòa auto, cũng là tự động luôn. Có màn hình giải trí Android loại lớn rồi, loại lớn các bác nhá. Có khóa khiển này. Vô lăng 4 chấu có tu khi an toàn được nằm ở giữa vô lăng. Và phần dưới ở khu vực đây thì sẽ có tích hợp phím điều khiển âm thanh các bác nhá. Tu khi an toàn thì có 10 chiếc đèn, chỗ này có này, vô lăng có này, rồi những cái cột có các bác nhá. Dưới đây các bác nhìn thấy có gì ạ? Có cam hành trình, có gương chống chói, chân nỉ đẹp, có cửa sổ trời nữa các bác nhá, cửa sổ trời đồng hoàng hết. Đấy, rồi cốp mở bằng điện. Ghế được điều chỉnh bằng điện, kể cả ghế phụ các bác nhá, kể cả ghế phụ bên đây cũng được điều chỉnh bằng điện luôn. Và ghế lái thì có cả chế độ nhớ ghế cơ. Chế độ nhớ ghế đồng hoàng các bác nhá. Và tới đây thì em cũng giới thiệu với các bác là bên em đang có là 5 con form model như thế này hiện tại các bác nhá. Và form mới thì form mới mà cái đèn hai vạch màu trắng như thế này đấy ạ. Người ta gọi là form mới nhá, từ 2004 trở về đây đấy ạ. Thì nó sẽ thiết kế là form mới và đèn của nó sẽ có là hai vạch và na răng khác. Phần đèn pha của nó có sự khác biệt các bác nhá. Nếu mà là form cũ thì thực sự với các bác là chưa tới 100 triệu luôn. Nếu mà là form cũ. Còn chiếc xe form mới thì nó sẽ là trên 100 triệu đồng các bác nhá. Một dòng xe đến thương hiệu của Mỹ được mang tên là Ford Mondeo, sản xuất năm 2004. Động cơ của chiếc xe là máy 2.4 các bác nhá. Một mẫu xe phân khúc hạng D. Đấy, mà người ta gọi nó là một chiếc xe VIP đấy ạ. Ngày xưa toàn nguyên thủ quốc gia đi thôi, toàn những người lãnh đạo trong nhà nước mình sử dụng thôi. Và thực sự những người có tiền thì mới mua được những chiếc xe như thế này. Và bây giờ đây thì chiếc xe này nó khá là rẻ rồi, chỉ có là trên 100 triệu đồng ít thôi là các bác đã có thể mua. Chiếc xe mang biển 14 và có gốc ở Hà Nội các bác nhá. Có gốc Hà Nội, chiếc con này là ở Hà Nội và mới chuyển về 14 là năm 2021 các bác nhá. 2021 là chuyển về biển 14 Quảng Ninh đây. Các bác nhìn xem, chiếc xe sedan 2 đầu, form dáng dài rộng to cao. Với cái chiều dài của chiếc xe là 4m8 các bác nhá. Đấy, 4m8 và 1m8 và 1m4. Dạ vâng. Đấy là kích thước của cái chiếc xe Ford Mondeo này. Trang bị bên ngoài thì các bác thấy là có na răng đúc, rồi có phanh đĩa, có phanh ABS chống bó cứng an toàn. Rồi có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương. Rồi đèn pha của chiếc xe có đèn bi cầu rất là sáng vào ban đêm. Đây ạ, các bác nhìn nhé. Mặt nạ ga lăng của chiếc xe có ốp lốc rất là sáng đẹp, nước sơn màu đen. Xe mua về các bác đi luôn, không phải sửa gì nữa các bác nhá. Và cam kết cho các bác luôn là xe không tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích. Về vấn đề pháp lý nữa, giấy tờ đấy ạ. Sang tên cho các bác mình đàng hoàng đầy đủ khi các bác mình có nhu cầu các bác nhá. Bên em sẽ hỗ trợ sang tên cho, rất đơn giản thôi. Và tới đây thì em cũng quay quang cảnh bãi xe nha em. Các bác nhìn xem này, có cả trên 100 đầu xe mẫu, mẫu xe các loại các bác nhá. Thậm chí có những con xe chỉ có tầm khoảng loanh quanh 100 triệu đồng thôi, mà thậm chí có những con xe lên đến cả trên 1 tỷ đồng. Bên em kinh doanh buôn bán các loại xe, các dòng, các hãng các bác nhá. Có xe nào đẹp là bên em sẽ ưu tiên nhập về và bán cho các bác. Bên em bán xe cho các bác, bên em có bảo hành về chất lượng. Các bác yên tâm về chất lượng của xe khi mà các bác mua bên em các bác nhá. Địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Số điện thoại thì em đọc sau nhá. Và giá cả của chiếc xe này thì em cũng sẽ nói sau ở phần video các bác nhá, cuối video. Hiện tại thì em đang quay sơ qua, quay cho các bác biết về hình thức của chiếc xe này. Em đang tả cho các bác mình những cái chức năng của xe trước,
thì các bác thấy là có gương kính điều chỉnh điện bốn cánh đúng không ạ, và chỗ này được sơn vân gỗ này. Những cái phần tắp đi cánh cửa này được thiết kế bằng chất liệu loại da xịn cao cấp. Đấy, toàn bộ bằng chất liệu da xịn các bác nhá. Đây, đây, bằng da xịn đấy ạ. Dưới đây cũng là da luôn. Và da không bị xấu, không bị rách, không bị nứt đúng không ạ? Vị trí này, đây, đây là cũng đã được sơn vân gỗ rồi. Nhìn chiếc xe sang hơn đúng không ạ? Khung sườn vách cửa, bản nề các thứ của xe là không bị mục mọt các bác nhá. Gioăng cửa đẹp. Cột kèo đính tán nguyên zin nguyên bản, không mất. Những cái phần móc khóa của xe vẫn còn sáng đẹp, vẫn còn vàng. Bộ ghế da trên dưới trước sau đấy, không bị rách này. Đấy, không bị rách các bác nhá. Tất nhiên nó hơi cũ đi một chút theo thời gian thôi, nhưng còn thì so với lại 2004 giữ được bộ ghế da như này là cũng ok lắm rồi đúng không ạ? Và trang bị thì các bác thấy là có hai cái màn hình ở gối đầu đây đúng không ạ? Đấy, rồi có túi khí an toàn được nằm ở cạnh ghế nữa các bác nhá. Túi khí an toàn được thiết kế có cả ở dưới cột thì nó luôn. Trần của xe thì đã là trần lý rồi. Và vị trí này có một cái vị trí để cho mình đựng đồ, đựng nước nhá. Đây mình kéo cái này ra này. Đấy, sẽ có một cái vị trí đựng nước, đựng đồ. Và đây cũng vậy. Đây cũng thế nhá. Đây chỗ này là tì tay. Còn ở dưới kia là đựng nước. Dạ vâng. Cửa đóng chắc chắn. Dòng xe của Mỹ cho nên là tôn vỏ nó rất là cứng các bác nhá. Rất là cứng luôn. Cực kỳ cứng và chắc. Nếu mà để mà về thân vỏ của dòng xe này thì các bác mình không chê được. Máy số ngon, hình thức đẹp, tôn vỏ đẹp, nội thất đẹp các bác nhá. Tất nhiên không phải là một chiếc xe gọi là xuất sắc, nhưng mà đối với cái chiếc xe mà với cái đời 2004 như này là ok rồi. Thực sự ok các bác nhá. Đây các bác nhìn xem một trong những vị trí nữa. Đây là cánh lái, là cánh mà được cầm nắm bám vào nhiều nhất đúng không ạ? Và được sử dụng những chức năng nhiều nhất, ví dụ chức năng kính điện này, rồi gương điện này, rồi chế độ nhớ ghế nữa các bác nhá. Đây, nhớ ghế 1, 2, 3, 3 chế độ nhớ các bác nhá. Ở chỗ này là có đèn khi mở cửa nó sẽ sáng để báo an toàn cho người đi phía sau đúng không ạ? Nhà em quay các bác xem phần vị trí da của xe này. Đấy, da của nó đẹp như này luôn. Và đây là vách cửa đây nhá, vách cửa xe nó ok, hơi bẩn một chút thôi. Đấy, ghế điện. Đấy, ghế điện các bác nhá. Đấy, và đây là phần vách cửa này. Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe. Các bác ơi, các bác xem nhá. Ghế của xe đây ạ. Vô lăng lái chuẩn, số ngọt ngào, phanh ăn. Chức năng của chiếc xe đang hoạt động đầy đủ. Đây là phần cụm đèn pha. Đây. Đây là công tắc bật đèn pha nha các bác. Chỗ này là được điều chỉnh âm thanh này. Rồi, âm thanh các bác nhá. Táp lô của xe được thiết kế bằng loại da xịn nhá, theo xe luôn. Da xịn theo xe luôn các bác nhá. Đấy, cửa em đóng lại rồi. Nước sơn đẹp. Xe sạch sẽ gọn gàng. Đèn trước đèn sau còn rất mới, lốp dày đúng không ạ? Lốp rất dày nhá. Các bác mua chiếc xe này mình lợi được dàn lốp. Lợi được dàn lốp về không phải mua. Nhiều con là các bác mua rẻ nhưng mà mua mình về mình mua thêm một cái dàn lốp nữa mất mười mấy triệu cũng chứ chắc là rẻ đúng không ạ? Đây là phía sau. Phía sau có gì ạ? Có cảm biến lùi, rồi có camera lùi, kia là cam, còn ở dưới đây là cảm biến các bác nhá. Đèn của xe này còn rất là mới này. Rất là mới luôn này. Đây, rất mới luôn nhá. Động cơ của chiếc xe là động cơ V6. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe nếu mình đi đường trường thì nó gần 10 lít, còn đi đường phố thì nó sẽ là trên 10 lít các bác nhá. Trên 10 lít, trên 100 km. Các bác nhìn xem cái dàn lốp. Lốp rất dày luôn. Keo chỉ của xe là vẫn còn các bác nhá. Đây, đây là phần mép cánh cửa của xe, keo chỉ vẫn còn. Form đeo thiết kế cả phần gioăng ở vị trí này luôn. Phần này thì hơi bẩn một chút các bác nhá. Đây ạ. À, các bác xem là chiếc xe có ok không nhá. Chiếc xe được thiết kế là các bác nhìn xem là hai lớp gioăng, đây một lớp này, đây một lớp này. Đấy, có hai lớp gioăng luôn. Cửa lốc đang hoạt động bình thường. Nội thất rộng rãi. Bốn táp đi cánh cửa của xe còn rất là mới đúng không ạ?
Các bác nhìn từ nãy giờ mình thấy là hai cái tắp ni rồi, cánh này là cánh thứ ba đúng không ạ? Nó còn khá là mới luôn. Đây, cho bác xem. Keo chỉ đây nhá. Keo chỉ nó thể hiện cho cái việc là xe có tai nạn đâm đụng gì không. Cửa đóng chắc, kính của xe bọc dán rồi. Lẹp kính bằng inox có rồi, đây nữa. Đúng không ạ? Mời các bác xem nốt. Các bác xem nốt phần phục nội thất bên trong. Đây các bác xem nha. Rất là sáng xe đúng không ạ? Em đang quay rất là kỹ đây. Kỹ và đầy đủ nhất để cho các bác mình gần xa trên mọi miền Tổ quốc đón xem, cảm nhận. Các bác ở xa, các bác ở gần nhưng bận không đến được, bên em sẽ ship xe đến tận nơi cho nhá. Đây là phần tắp lô. Tắp lô đẹp. Đồ chơi các thứ là anh chủ trước cũng đã được lắp thêm. Ở vị trí này là cái phanh tay này, còn đây là cái cốp đồ này. Đấy, vị trí này là bật tắt bật rèm các bác nhá. Mình có thể lên lên xuống rèm ở công tắc này. Rèm che nắng phía đằng sau đấy ạ. Phía đằng sau xe, kính phía sau là có rèm che nắng các bác nhá. Vâng, vậy là chiếc xe em đã quay xong phần nội thất rồi. Em ơi, cần phải các bác ngắm nốt phần bên ngoài. Đây các bác nhá. Đấy, thì các bác thấy là bên em đang có mấy con xe cỏ đang để bên ngoài này. Nó có xe cỏ với cái tầm tiền phân khúc chiếc xe Pomodel này. Đấy, còn bên trong thì là những chiếc xe nhiều tiền các bác nhá. Là những chiếc xe nó trị giá cao, thậm chí lên cả là tỷ đồng. Đấy, phần đầu đây, đèn của xe thì khá là mới đúng không ạ? Sơn bóng đen, lốp dày cả bộ các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Các bác mua về đi luôn, dùng ngay thôi, đồ chơi cũng đã đắp sẵn rồi. Tình trạng chất lượng của chiếc xe thì vẫn còn khá là bảo. Máy số không chê được nha, các bác mình không chê được máy và số của chiếc xe này. Máy số cực ngon. Rồi, tiếp theo thì em sẽ mời các bác mình xem đến cái phần gầm của xe. Khu gầm một loại này thì các bác yên tâm rồi, sẽ khó để mà mục mọt. Đấy, rất khó để mục mọt các bác nhá. Đây các bác xem nốt này. Tiếp theo là phần động cơ. Máy lỗi êm ru luôn nhá. Những chiếc xe mà đời thấp thấp, giá trị không cao, quan trọng nhất là máy và số đúng không? Máy và số là vị trí rất là quan trọng của chiếc xe. Và những cái vấn đề khác các bác bảo là cái đấy không quan trọng, về có thể tự làm được hoặc là mang ra thợ làm tí là xong. Thế nhưng mà nếu mà động vào máy và số thì không phải là thợ nào cũng làm được các bác nhá. Dạ vâng. Đây ạ, các xem. Đây là cái phần cabo. Cabo của xe là vẫn còn đẹp. Khoang động cơ của xe sáng sạch sẽ. Máy số ngon. Các em kiểm tra rồi. Các em test check hết rồi các bác nhá. Dạ vâng, video về chiếc xe Pomodel 2004 form mới này em review và quay xong rồi. Các bác gọi điện cho bên em theo 3 số điện thoại hotline là 093 8586 307, hoặc 0389 000 555, hoặc 0335 838389 các bác nhá. Địa chỉ 90.2 đối diện với đại 225 Trường Chinh. Và bên em thì còn nhiều xe khác để cho mình lựa chọn. Các bác nếu đang quan tâm đến những dòng xe ô tô cũ, mời các bác qua địa chỉ cửa hàng siêu thị ô tô Hải Dương. Rất nhiều xe cho mình lựa chọn luôn, có cả hơn 100 đầu xe các loại các mẫu để cho mình tham khảo nhé. Và bác nào mà chưa đến trực tiếp được, các bác muốn xem ở trên kênh, ở trên trang, thì các bác hãy đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi trang Facebook fanpage các bác nhé, để xem thêm và đồng hành bên em trong những video thời gian tới. Vâng, video này thì em đã quay xong, xin được tạm dừng kết thúc video này ở tại đây. Xin chào tạm biệt các bác.